Các bạn đang nghe truyện ngắn Một bữa no của tác giả Nam Cao. Bà lão ấy hở con suốt một đêm, bao giờ cũng vậy, cứ hết đường đất làm ăn là bà lại hở con, làm như chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói. Mà cũng đúng như thế thật, chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng ra. Bà thắt lưng buộc bụng, nuôi nó từ tấm tấm tí tí giờ đi, cũng mong để khi mình già, tuổi yếu mà nhờ. Thế mà chưa cho mẹ nhờ được một ly, nó đã lăn cổ ra nó chết. Công bà thành công toi. Con vợ nó không phải giống người, nó có biết thương mẹ già đâu. Chồng chết vừa mới xong tang, nó đã vội vàng đi lấy chồng ngay. Nó đem đứa con gái lên năm giả lại bà. Thành thử, bà đã già ngót 70, lại còn phải làm còm cọm, làm má nuôi đứa con gái ấy cho chúng nó. Hết xương, hết thịt vì con, vì cháu, mà nào được trông nom gì. Nuôi cháu 7 năm trời, mãi cho đến khi nó 12, bà cho nó đi làm con nuôi người ta lấy 10 đồng. Thì cải mã cho bố nó đã mất 8 đồng rồi. Còn 2 đồng, bà dùng làm vốn đi buôn, kiếm mỗi ngày xăm ba xu lãi nuôi thân. Có chạy sạc cả gấu váy, hết chợ gần đến chợ xa, thì mới kiếm nổi mỗi ngày mấy đồng xu. Sung sướng gì đâu, ấy thế mà ông trời ấy cũng chưa chịu để yên. Năm ngoái đấy, ông ấy còn bắt bà ốm một trận, thập tử nhất sinh, có đồng nào hết sạch. Rồi chết thì không chết, nhưng bà lại bị mòn thêm rất nhiều sức lực. Chân tay bà đã bắt đầu run rẩy, người bà thỉnh thoảng tự nhiên bùn rùn. Đang ngồi mà đứng lên, hai mắt cũng hoa ra. Đêm nằm, xương cốt đau như dần. Đi đã thấy mỏi chân, như vậy thì còn buôn bán làm sao được. Nghĩ đến nắng gió bà đã sợ. Tuy vậy mà bà vẫn phải ăn. Chao ôi, nếu người ta không phải ăn thì đời sẽ giản dị biết bao. Thức ăn không bao giờ tự nhiên chạy vào mồm, có làm thì mới có. Nhưng bây giờ yếu đuối rồi, bà không còn kham được những việc nặng nề, cũng không còn chịu đựng được nắng sương. Bà phải kiếm việc nhà, việc ở trong nhà. Ở làng này chỉ có việc bế em như một con bé 11, 12 tuổi. Mới đầu có nhiều người muốn thuê, ai cũng nghĩ rằng những bà già tính cẩn thận và chẳng bao nhiêu, bữa lưng bữa vực thế nào cũng đủ no. Mà đã không no, các cụ cũng chỉ lặng im, không ấm ức như những đồ trẻ nhãi, hơi một tí cũng đem chuyện nhà chủ đi kể với đủ mọi người hàng xóm. Nhưng thuê bà được ít lâu, tự nhiên người ta chán. Người ta nhận ra rằng thuê một đứa trẻ con lại có phần thích hơn. Trẻ con cạo chọc đầu, những lúc tức lên có muốn cốc nó xăm ba cái thì cứ cốc, chẳng ai kêu ác. Nhưng bà lão đầu đã bạc, người ta tức bà đến gần sặc tiết ra đằng mũi cũng không thể dúi đầu bà xuống mà cốc. Cũng không thể chửi, mắng một câu đã đủ mang tiếng là con người tệ. Mà bà thì lẩm cẩm, chậm chạp, lì gì. Bà giờ như thể sẩm rờ, tay bà đưa bát cơm lên miệng cũng run run, cơm vương vãi, tương mắm rớt ra mâm, rớt xuống yếm bà, rớt cả vào đầu tóc, mặt mũi, quần áo đứa bé nằm ở lòng bà. Rồi hơi cháy gió trời trời, bà lại đau mình. Suốt đêm bà thở dài với rên rẩm kêu trời, có khi bà lại khóc lóc, hờ con, nghe rợn cả người. Như vậy thì chịu làm sao được? Ấy thế là người ta lại phải tìm cớ tống bà đi, bà lại phải gạ gẫm ở cho nhà khác. Không đầy một năm trời, bà thay đổi đến 5-6 chủ, mỗi lần đổi chủ là một lần hạ giá. Thoạt tiên cơm nuôi tháng 1 đồng, rồi cơm nuôi tháng 5 hào, rồi cơm nuôi 1 năm 4 đồng, rồi 2 đồng, rồi chẳng có đồng nào, đến nước ấy mà cũng chẳng ma nào chịu được. Một hôm, người chủ cuối cùng sai bà xách hai cái lọ đi kín nước. Bà bảo, bà chỉ có thể mang một lọ. Y đã lấy sự ấy làm khó chịu, nhưng cố nhịn. Nhưng một lọ cũng không xong. Bà xách một lọ nước đầy, ở dưới cầu ao bước lên bờ, chẳng biết bẩy giày thế nào mà ngã khuỵu xuống, vỡ tan cái lọ và què một bên tay. Nghe tiếng bà kêu, chủ nhà phải chạy ra đỡ bà về. Không ai có thừa cơm nuôi báo cô bà.
y bèn đãi bà 5 hào cho bà về hưu trí. Từ ngày ấy đến nay, tính ra đã hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng, bà lão chỉ ăn toàn bánh đúc. Mới đầu còn được ngày 3 tấm, sau cùng thì 1 tấm cũng không có nữa. Tiền hết cả. Mỗi sáng bà ra chợ xin người này 1 miếng, người kia 1 miếng. Ai lấy đâu mà ngày nào cũng cho như vậy, lòng thương cũng có hạn. Mấy hôm nay bà nhịn đói, bởi thế bà lại đem con ra hờ. Bà hờ thê thảm lắm, bà hờ suốt đêm. Bà khóc đến gần mòn hết ra thành nước mắt. Đến gần sáng, bà không còn sức mà khóc nữa. Bà nằm ẹp bụng xuống chiếu, nghĩ ngợi. Có người nói, những lúc đói, trí người ta sáng suốt. Có lẽ đúng như thế thật, bởi vì bà lão bỗng tìm ra một kế, bà ra đi. Cứ đi được một quãng ngắn, bà lại phải ngồi xuống nghỉ. Nghỉ một lúc lâu, chống ngực bà mới hết đánh. Tai bà bớt lùng bùng, mắt bà bớt tối tăm. Người tạm tạm thôi que quát, bà nghỉ tất cả 5-6 quãng. Thành thử đến tận non trưa, bà mới tới nhà mình định tới. Ấy là nhà bà phó thủ, nuôi cái đĩ. Bà quen gọi như vậy. Ngay từ khi nó còn nhỏ, cái đĩ tức là đứa con của anh con trai đã cướp công bà để về với đất. Yên thân mà mặc tất cả những gì còn lại. Anh con trai chẳng còn phải khổ sở như bà ngày nay. Bà nghĩ đến con để mà ghen với nó thêm lần nữa. Trong khi ngồi nghỉ ngoài đầu ngõ nhà bà phó thủ. Ngoài đầu ngõ nhà bà phó thủ có một cây sung lớn. Bà tựa lưng vào gốc. Từ đầu ngõ vào đến nhà còn những 2 lần cổng. Có gọi thật to ở trong nhà mới nghe tiếng. Mà bà thì còn hơi sức đâu mà gọi. Tiếng bà bài hài. Hơi nói to một chút, nó đã ra đằng lỗ tai. Và lại, chó nhà giàu dữ lắm. Nhà bà phó thủ có những 2 con chó đẫy đà, lực lưỡng. Lúc thiến, người ta rắc mảnh chai tán nhỏ vào. Vết thiến lành rúm mảnh chai ở bên trong, gây cho con vật một nỗi đau ngứa ngáy, suốt đời không khỏi. Nỗi đau làm tội nó bứt rứt, khổ sở, cáu kỉnh. Nên bà thấy người nào lại cũng lăn xả vào chân, hoặc một miếng day thịt người ta cho hả giận. Trời ơi, những con chó nhà bà phó thủ, chúng dữ ghê gớm lắm. Bà lão nghĩ đến chúng còn chết khiếp. Cái lần bà đưa cái đĩ vào, một người nhà phải cầm một cái gậy to tướng ra đe. Ấy thế mà cả 3 con cũng hồng hộc chạy ra. Chúng vây lấy bà già rách dưới, con nào cũng uốn cong cái lưng xuống. Hết cái mõm đen thui lên, nhe ra những chiếc răng trắng hớn và nhọn sắc. Bị cái gậy của người nhà cản lại, chúng càng tức tối. Chúng lồng lộn chung quanh, chúng nhảy chồm lên. Chúng ngoạm những cái cột dậu, kêu sồn sột. Chúng lay thật mạnh, hục hặc như muốn bẻ gãy cái cột để lao vào đầu người ta. Bà lão với đứa cháu cứ rúm cả tay chân lại. Cháu nép vào bà nép vào người bà phó thủ. Chị người nhà thì luôn tay, vụt cái gậy bên này bên nọ, đằng sau đằng trước và quát mắng. Ấy thế mà một con chó còn xông vào được, và chỉ một tí nữa nó xơi chân bà 1 miếng. Nhưng chị người nhà đánh kịp, nó mới đấm được mõm vào cái bắp chân gầy đét của bà lão thôi. Hú hồn, bây giờ dám gọi sao? Chó thính tai mà lại rất mau chân, chúng sộc cả ra thì khốn. Ấy thế là bà lão đành ngồi đợi dịp. Cái đĩ bế em ra ngõ chơi chẳng hạn, hay là có người nào trong nhà đi đâu, hay là có người đàn ông khỏe mạnh nào đến nhà bà phó thủ để cho bà đi ghẹ. Bà ngồi dỗi, tưởng tượng ra đủ mọi loại cái may mắn tương tự thế. Chỉ còn mỗi một cái bà chưa nghĩ đến, ấy là lúc chính bà phó thủ ra hoặc đi đâu về. Thì chính bà phó thủ đi chợ về mới thoạt trông thấy bà lão, bà tưởng là một con mẹ ăn mày. Bà hơi cáu mặt. Ai kia? Ai ngồi làm gì kia? Chó nó ra, nó lôi mỡ ra cho đấy. Sao mà bạo thế? Bà lão quay lại mỉm cười móm mém. Bẩm bà đi chợ về. Bà phó thủ mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn kỹ hơn một chút. Bà nhận ra bà cái đi ở, tức thì mặt bà ngửu xuống. Bà lão này còn muốn quấy quả gì nữa đây? Để vòi tiền thêm chăng? Bà lão rên một tiếng và chống tay lên đầu gối, bẩy dậy đứng lên. Bà phó hỏi.
Bà đi đâu thế? Bà lão lại rên tiếng nữa để mở đầu câu nói. Bà rên cũng như một vài người khác, bà lúc nào cũng thở dài, cái ấy thành thói quen. Bẩm bà, con lên chơi với cháu. Lâu lắm cháu không được về, con nhớ cháu quá. Úi xào ôi, vẽ cái con chuột chết. Nó phải làm, chứ có dỗi đâu mà bà chơi với nó. Nhà tôi không có cơm cho nó ăn, để nó cứ nồng nỗng nó chơi. Bà muốn chơi với nó thì đem ngay nó về nhà, tìm cơm cho nó ăn. Bà cháu chơi với nhau vài ba tháng cho thật chán đi, rồi hãy bảo nó lên đây. Tôi không giữ, bà tưởng nó đã làm giàu làm có cho tôi rồi đấy hẳn. Bà cần phải nói giáo giết ngay để chặn họng, không cho bà lão mở mồm vòi vĩnh. Bà lão bị những lời tàn nhẫn ấy hắt vào mặt, quả nhiên không còn nói sao được nữa. Bà cúi đầu như một con mẹ ăn cắp lúa bị Tuần Sương tóm được. Bà Phó chiếp chiếp mồm luôn mấy cái, rồi vác mặt lên trời bảo. Chơi với bời, cái lúc nó mới đến, trông như con run chết, cậy gì mũi còn chưa sạch thì không thấy chơi với bời. Người ta nuôi mãi, bây giờ mới trơn lông đỏ ra một tí, đã phải đến mà giờ quẻ. Tưởng báu ngọc lắm đấy, tưởng người ta đã phải giữ khư khư lấy đấy. Úi chào, có phải mả tổ nhà người ta đâu mà người ta giữ. Muốn bắt nó về cho nhà nào nuôi, làm bà cô tổ nhà nó thì cứ bắt. Ai người ta thiệt, cứ trả lại tiền người ta. Bà lão rưng rưng nước mắt, khốn nạn, bà có ý quắt quéo thế đâu. Bà lão mếu máo. Bẩm bà dạy thế thật oan cho con quá. Trời để con sống bằng này tuổi đầu, con còn dám lừa lọc hay sao? Thật có trời trên kia làm chứng, nếu con quả định đến đây để dỗ dành cháu về, để đem cho người khác, thì trời cứ quật chết con đi. Con chỉ xin bà cho được trông thấy cháu. Bà cháu chơi với nhau một lúc, cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà con chết. Con cũng tưởng đi chơi dối già một bận. Nó không được dỗi mà chơi với bà, chẳng chơi bời gì cả. Bà đã chót lên thì vào đây, tôi cho một bữa cơm. Bận sau thì đừng có vẽ khỉ nữa. Nhà tôi không có thói phép cho chúng nó như thế được. Con tôi đi học tận Hà Nội, dễ tôi cũng phải nay ra chơi, mai ra chơi nó đấy. Đã đi ở mà còn không biết phận, chơi với bời. Môi bà lại chiệp chiệp và xia ra. Cái đĩ vừa trông thấy bà, mừng rối rít. Nó cười rồi nó khóc, chẳng biết vì sao cả. Nhưng đôi mắt khoằm khoằm của bà phó thủ rội nước vào lòng nó. Nó tự nhiên ngượng nghịu, nó không dám xoắn xuýt bà nó nữa. Nó cúi đầu, khẽ hỏi. Bà đi đâu đấy? Bà đến xin bà phó một bữa cơm ăn đây. Bà đói lắm. Câu nói rất thật thà ấy, bà lão dùng giọng đùa mà nói. Như thế người ta gọi là nửa đùa nửa thật, một cách lấp liếm cái ý định của mình bằng cách nói toạc nó ra. Cái đĩ bế em, dắt bà ra đầu trái, để không bị ai nhìn nữa. Da bà xấu quá, sao bà gầy thế? Chỉ đói đấy thôi cháu ạ, chẳng sao hết. Lớp này bà ở cho nhà ai? Chẳng ở với nhà ai. Thế lại đi buôn à? Vốn đâu mà đi buôn, với lại có vốn cũng không đi được, người nhọc lắm. Thế thì lấy gì mà ăn? Chỉ nhịn thôi, chứ lấy gì mà ăn? Bà cháu mới kịp trao đổi với nhau từng ấy câu, thì bà phó đã the thé hỏi. Nó bế em đi đâu rồi? Ấy là dấu hiệu bà sắp gọi. Cái đĩ vội đặt em xuống đất bảo. Bà giữ nó hộ con một tí. Nó cởi dài yếm ra, lấy một cái túi rút con. Trong túi xóc xách mấy đồng trinh, nó rút ra, đếm lấy 2 xu, dúi cho bà. Con biếu bà để bà ăn bánh đúc, bà về đi. Tiếng bà phó dục. Cái đĩ đi đâu rồi? Đem em về đây, rồi quét nhà, dọn cơm. Vâng. Nó tất tưởi bế em chạy về. Bà lão hãi chó, lẽo đẽo đi theo cháu. Bà phó trông thấy mà lộn ruột. Bà xa xả. Bà đừng theo đít nó thế. Bà cứ ngồi một chỗ, rồi mà ăn cơm. Khiếp thật thôi. Vâng. Bà lão vâng thành một tiếng rên. Bà vào nhà,
ngồi xón xén vào một xó ngay xuống đất. Bà Phó cất lấy con, cái đĩ lụt cụt chạy xuống nhà dưới. Một lát sau, tiếng đũa bát bắt đầu lạch cạch. Bà Phó bảo, bà xuống dưới này mà ăn cơm. Bà bế con ra, bà lão theo sau. Tiếng khung cửi đã ngừng. Mấy cô dệt cửi đều là con gái hoặc con nuôi bà Phó Thụ. Đang tới tấp, cô xới cơm, cô bỏ rau, cô xẻ mắm. Chung quanh cái mâm gỗ đặt ngay trên mặt đất. Cả nhà quây quần vào, chỉ ngồi có một mâm. Bà lão chẳng đợi ai phải bảo, ngồi ngay xuống cạnh cháu, tay run run so đũa. Trông bà so đũa mà ngứa mắt. Bà Phó muốn giật xoét lấy, làm thật nhanh cho đỡ bực. Nhưng bà nhịn được. Bà chỉ chép miệng và lừ lừ đôi mắt, tỏ ý khó chịu. Cái đĩ hiểu nên chỉ nhìn xuống đất. Nó giận bà lắm. Nó đã bảo bà nó về đi mà bà nó không chịu về. Bà Phó chẳng nói nửa lời, bê lấy bát cơm ăn. Mặt bà vẫn hầm hầm. Lũ con gái, con nuôi, con ở, biết hiệu vội vàng cũng làm theo. Chậm một tí, bà chửi cho phải biết. Có khi bà hắt cả bát cơm vào mặt. Bà lão nhìn vòng quanh một lượt, rồi cũng cất bát cơm lên. Mời bà Phó. Nhưng bà vừa mới há mồm ra, thì bà Phó đã cau mặt quát. Thôi, bà ăn đi, đừng mời. Bà lão vội vàng ăn ngay. Nhưng họ ăn nhanh quá, mọi người đều lặng lẽ, cắm cúi, mải mốt. Đôi đũa này lên, lại có đôi khác xuống. Liên tiếp luôn như vậy, cứ tăm tắp tăm tắp. Tay bà lão lờ dờ, không biết lợi dụng lúc nào để gắp rau vào bát mắm. Lập cập quá, bà đánh rơi cả mắm ra ngoài bát. Bà Phó lại cáu mặt, gắt. Xẻ riêng cho bà ấy một bát mắm, để ra cạnh mâm cho bà ấy. Một cô vội làm ngay. Từ đấy, bà lão dễ xoay sở hơn một chút. Nhưng bà mới ăn chưa hết hai lượt cơm, thì bà Phó đã quăng bát đũa xuống đất. Chỉ một thoáng sau, mọi người khác cũng thôi. Họ thôi gần hết một lượt, in như bà mẹ ra hiệu cho họ vậy. Thật ra thì lệ mỗi người chỉ được ăn có ba vực cơm thôi, mà phải ăn nhanh để còn làm. Nhưng bà lão nhà nghèo đã quen sống vô tổ chức. Làm gì hiểu trong những nhà thừa thóc thừa tiền lại có sự hạn chế miệng ăn như vậy. Bà đoán rằng họ khảnh ăn, no dồn đói góp, người đói mãi vớ được một bữa, tất bằng nào cũng chưa thấm tháp. Nhưng người no mãi, người ta có cần ăn nhiều lắm đâu. Vậy thì bà cứ ăn, ăn đến kỳ no, đã ăn dình, ăn ít cũng là ăn, đằng nào cũng mang tiếng rồi thì dại gì mà chịu đói. Bà ăn nữa thật, cái đĩ ngượng quá, duỗi cổ ra, trợn mắt, nuốt vội mấy miếng cơm còn lại như một con gà con nuốt nhái. Rồi nó buông bát đũa, bà bảo cháu. Ăn nữa đi, con ạ, nồi còn cơm đấy, đưa bát bà xới cho. Nó chưa kịp trả lời, thì bà Phó đã mắng át đi. Mặc nó không ăn nữa, bà ăn bằng nào cho đủ thì cứ ăn. À, bây giờ thì bà lão hiểu, người ta đứng lên tất cả rồi, chỉ còn mình bà lão ngồi ăn với bà Phó Thụ ngồi lại để lườm với nguýt. Nhưng bà lão còn thấy đói, còn cơm mà thôi ăn thì khí tiếc. Và đã đi ăn trực thì còn danh giá gì mà làm khách. Bà cứ ăn như không biết gì, đến khi bà đã tạm no thì cơm vừa hết, chỉ còn một ít bám dưới đáy và chung quanh nồi. Bà vẫn tiếc, bà kéo cái nồi vào lòng, nhìn và bảo con bé cháu. Còn có mấy hột để nó khô đi mất, tao vét cho mày ăn nốt đi kẻo hoài, đĩ nhé. Khô mặc kệ nó, bà có ăn được hết thì ăn đi, đừng bảo nó không ăn vào đâu được nữa, ăn cho nó nứt bụng ra thì ăn làm gì. Bà Phó vội gắt gỏng, bảo thế. Ừ, thì bà ăn nốt vậy. Bà cạo cái nồi sồn sột, bà trộn mắm, bà giấm nốt. Ái chà, bây giờ thì bà no. Bà bỗng nhận ra rằng bà no quá, bụng bà tưng tức. Bà nới thắt lưng ra một chút cho dễ thở. Bà tựa lưng vào vách để thở cho thỏa thích. Mồ hôi bà toát ra đầm đìa. Bà nhọc nhằn, ruột gan bà xộn xạo. Bà muốn lăn cành ra nghỉ, nhưng sợ người ta cười, cố gượng. Ôi chao, già yếu thì khổ thật, đói cũng khổ,
mà no cũng khổ. Chưa ăn thì người rời rã, ăn rồi thì có phần còn nhọc hơn chưa ăn. Ôi chao! Xế chiều hôm ấy, bà lão mới ra về được. Bà bảo, về muộn cho đỡ nắng. Thật ra thì bà tức bụng, không đi nổi. Mà bà uống nhiều nước quá, uống bằng nào cũng không đã khát. Bà chỉ càng thêm tức bụng. Đêm hôm ấy, bà lăn lóc rất lâu không ngủ được. Bà vần cái bụng, bà quay vào, lại quay ra. Bụng bà kêu ong óc như một cái lọ nước. Nó thẳng căng, bà thở ì ạch. Vào khoảng nửa đêm, bà thấy hơi đau bụng. Cơn đau cứ rõ thêm, cứ tăng dần. Chỉ một lúc sau, bà đã thấy đau đến quắn quéo, đau cuống cuồng. Rồi bà thổ, rồi bà tả. Ôi chao, ăn thật thì không bỏ mửa. Bà tối tăm mặt mũi, đến khi bệnh tả dứt thì bà lại sinh chứng đi lị, ruột bà đau quằn quại, ăn một tí gì cũng đau không chịu được. Luôn nửa tháng trời như vậy, rồi bà chết. Bà phó thủ nghe tin ấy bảo, bà chết no, và bà dùng ngay cái chết ấy làm một bài học cho lũ con gái con nuôi. Chúng mày xem đấy, người ta đói đến đâu cũng không thể chết, nhưng no một bữa là đủ chết. Chúng mày cứ liệu mà ăn tộ vào.